xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm trước mình đã chia sẻ cho cả nhà cách làm bánh chưng và bánh tét. Cả nhà đã làm bánh chưng và bánh tét rồi thì còn một món nữa mà không thể thiếu được. Chắc cả nhà đã biết, đó là dưa món. Dưa món được làm với một phương pháp rất là đơn giản, nhanh, dễ. Và điều quan trọng là dưa món mình chia sẻ cách làm hôm nay, cả nhà sẽ để được trong tủ lạnh ăn rất lâu, có thể đến cả năm mà dưa món vẫn ngon và rất giòn. Và nhất là với phương pháp mà mình đã chia sẻ cho cả nhà về cách gói bánh chưng và bánh tét rất dễ và đơn giản, cho nên cả nhà mình có thể gói bánh bất kỳ lúc nào để ăn, và dưa món thì luôn luôn có sẵn trong tủ lạnh, mặc dù để lâu ngày nhưng vẫn rất là ngon. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng vào bếp để xem thử cách chia sẻ của mình để làm dưa món nó đơn giản như thế nào nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm dưa món bằng đu đủ nè, cà rốt nè, củ cải trắng và su hào. Thì tùy theo cả nhà mình nha, muốn ăn loại nào nhiều hay ít thì tùy theo, mình có thể đem mua về và mình cắt nhỏ. Và cắt miếng như thế nào thì tùy theo cả nhà mình nha, cắt nhỏ, cắt to. Hôm nay mình xin được chia sẻ với cả nhà một cái cây dao rất là gọn. Cả nhà có thể vừa gọt vỏ mà vừa cắt khía, tức là cắt từng cái khía gốc mà không cần phải chẻ từng cái một. Rất là gọn như thế này đây. Đây là cái lưỡi dao mà mình thấy rất là gọn, cả nhà mua về đem để làm thử nha. Tức là mình có thể vừa gọt vỏ như thế này nè, mà nó vừa tạo ra được những cái cạnh, những cái góc để khi mình cắt thành miếng thì nó đẹp. Đó, thay vì mình phải khứa từng cái cà rốt. Đó, như thế này là mình đã xong, mình đã có những cái cạnh như thế này đó, cả nhà thấy chưa? Có những cái cạnh đã có sẵn như thế này. Cho nên rất là tiện lợi. Đó, nếu cả nhà thấy chưa? Đó, cả nhà thấy chưa? Những cái khía như thế này mình không cần phải khứa, mà mình đã vừa gọt vỏ mà nó vừa có cái khứa này, cho nên rất là nhanh. Đó, nếu mà mình muốn làm nhỏ hơn thì mình cắt làm hai. Đó, cắt làm hai như thế này thì cái mặt như thế này thì nó láng, cho nên mình sẽ gọt một cái thì nó sẽ tạo cho mình được những cái đường khứa. Đó, cả nhà thấy chưa? Cho nên rất là nhanh. Đó, mình đã có những cái cạnh khứa như thế này, bông hoa như thế này rất là đẹp, thì cả nhà mình chỉ việc cắt miếng nhỏ ra. Đó, cắt miếng nhỏ ra thế này thì nó đã tự nhiên, nó đã có những cái khía, những cái đường khứa như thế này, không cần phải làm từng cái một. Đó, cả nhà thấy chưa? Cho nên rất là nhanh. Cả nhà kiếm mua cái đó ở trong chợ đó, nên nó sẽ có sẵn như vậy. Đó, nếu mà thấy lớn thì cả nhà có thể cắt nhỏ hơn nha. Đó, củ cải cũng như vậy. Đó, mình cứ vừa gọt vỏ mà mình vừa cắt khía. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản. Thay vì mình phải gọt vỏ trước rồi mình lại khứa từng cạnh. Đó, cho nên nó rất là hay. Mình thấy nó rất là gọn. Đó, vậy cho nên mình vừa làm nhanh mà nó lại còn nhanh hơn nữa. Đó, thì cũng giống như cà rốt vậy đó. Sau khi mình gọt vỏ xong, tạo những cái khứa cạnh xong thì mình cắt nhỏ ra. Đó, cái củ cải thì nó sẽ lớn hơn, cho nên mình sẽ cắt làm hai rồi mình cắt làm bốn. Đó, cả nhà biết không, nếu mà mình phải gọt vỏ trước rồi mình phải khía cạnh để mình tạo bông thì nó rất là mất thời giờ. Cho nên mình muốn chia sẻ với cả nhà để mà mua cái dao này đó. Cả nhà thấy chưa, nó đã khía cạnh cho mình rất là đẹp, cho nên là mình cắt ra là nó đã thành là cái bông rồi. Đó, cả nhà thấy chưa, rất là đẹp. Cả nhà không cần phải làm nhiều giống như mình nha, tại vì mỗi lần mình làm thì mình làm xong thì mình lại chia cho các con, rồi mình đem tặng bạn bè, với lại là mình để được rất lâu trong tủ lạnh. Đó, cả nhà thấy chưa, bây giờ cái củ cải này mình cắt làm bốn này, và cái phần mà mình cắt ra như thế này mình có thể giữ lại để mình làm đồ chua. Đó, cho nên là nó rất là tiện lợi. Đó, cả nhà thấy chưa, nó ra thành những cái miếng khía cạnh, những cái bông như thế này mà không cần phải khứa từng cái một, cho nên cả nhà nhất định phải thử nha. Thì sau khi mà mình cắt xong hết rồi thì mình sẽ đem rửa, và sau khi rửa xong thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ ngâm muối.
Đó, cả nhà muốn cắt theo kiểu nào thì cắt nhanh, nhỏ miếng nhỏ nhỏ theo mình thì cái miếng nhỏ nhỏ như thế này đây này thì nó rất là vừa dễ ăn. Đó, nhớ cái cây dao này cả nhà nha. Đó, sau khi cắt xong thì mình sẽ bỏ muối để mình ngâm cho nó sạch, và chẳng hạn như đu đủ thì nó sẽ ra hết cái chất ngũ. Đó, thì cả nhà để qua đêm nha. Đó, bỏ muối như thế này, nó cứ từng nụm như thế này bỏ vào và để mình ngâm ngâm qua đêm. Đó. À, thì sau khi mà mình ngâm qua đêm rồi á thì qua ngày hôm sau mình sẽ đổ ra, rửa sạch lại, đổ ra cho nó ráo và để cho nó khô trước khi mà mình bỏ vào nước mắm. Thì mình có cái máy sấy như thế này đây, nó 5 6 tầng như thế này rất là tiện lợi. Thì mình chỉ bỏ vào mình sấy cho nó khô khô vài tiếng đồng hồ là xong ngay. Nhưng mà nếu các bạn không có, cả nhà mình không có cái máy này thì cũng được, không sao hết. Mình sẽ dùng cái máy quay đó các bạn, cái máy quay thế này đây, mình quay cho nó ráo. Và sau đó thì mình có thể để ra ngoài tray như thế này, để trên đường cái khay như thế này. Đó thì nó cũng sẽ khô, để vài tiếng đồng hồ. Đó, nếu mình không có cái máy sấy. Và đến cái phần nấu nước mắm nha các bạn, mình sẽ cần đến cái soda Cocorico này để nấu với nước mắm. Và cái công thức mà mình nấu nước mắm để làm dưa món thì sẽ là 1 cộng 1 cộng nửa, tức là một mắm, một đường và một nửa coco. Các bạn nhớ dùng cái loại nước mắm ngon nha, để cho nó khỏi có bị mặn. Và tùy theo cái số lượng cải mà mình cắt để mình pha nước mắm cho vừa nha. Nhớ một điều quan trọng là sau khi để nguội nước mắm, mình sẽ để lại trong tủ lạnh ít nhất vài tiếng đồng hồ để cho nước nó lạnh. Và đây là những cái dưa cải mình đã sấy khô hoặc đã phơi khô thì mình trộn hết đều vào nhau. Và mình sẽ dùng thêm tỏi. Các bạn biết là các bạn cứ cắt miếng tỏi mỏng mỏng như thế này, khi bỏ vào trộn chung với dưa món ăn rất là ngon. Nếu như các bạn chưa thử qua thì các bạn nên thử nha. Còn nếu không thích thì thôi không cần bỏ. Đó, nhưng mà thật ngon lắm, các bạn cứ thử đi. Ớt trái thì mình có thể để nguyên trái hoặc là cắt mỏng. Đó, nước mắm bây giờ đã thật nguội và thật lạnh rồi, mình làm bà đã bể trong tủ lạnh. Thì bây giờ mình sẽ trộn vào, để một ít dưa đây, một ít tỏi, một ít ớt đó vào trong một cái thổ chai. Rồi sau đó mình sẽ đổ nước mắm vào, nước mắm mà đã để nguội và đã để lạnh, và mình đổ vào. Đây là những thẩu dưa món mà mình vừa mới làm xong. Sau khi để khô ráo và nước mắm đã để vào trong tủ lạnh thì mình sẽ đổ vào đây. Đó, cứ để thẳng vào đây, và sau khi đổ vào thẩu xong mình đem cất ngay vào trong tủ lạnh. Thì chỉ vòng khoảng 2 ngày sau là mình đem ra ăn. Rất là ngon, giòn, sạch sẽ. Đó, các bạn thấy chưa, rất là hấp dẫn. Như vậy là mình đã sẵn sàng có để mà ăn với bánh chưng và bánh tét của mình rồi. Các bạn nhớ nha, công thức pha nước mắm để làm dưa món là một mắm, một đường và nửa coco, nấu lên xong để nguội và đem bỏ vào tủ lạnh trước khi bỏ vào trong dưa món. Đây là cái hũ dưa món mà sau 2 ngày mình đem ra xem thử đây. Đã cả nhà thấy chưa? Dưa món rất là ngon, nước rất là trong. Đây đây là cái hũ dưa món của mình đây. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái miếng nhỏ mình ăn thử nha. Đây. Ngon quá cả nhà ơi, ngon lắm. Ngon lắm, cả nhà nhớ làm thử nha. Dưa món mình để được rất là lâu trong tủ lạnh, có thể ăn cả năm, cho nên là rất là tiện để mình làm, vì lúc nào mình muốn ăn đều có hết. Bánh chưng thơm ngon không thể thiếu dưa món. Đây là chiếc bánh chưng mà mình đã gói ra rồi, mà nếu không có dưa món ăn kèm thì nó sẽ không đủ gia vị, không đủ cái độ ngon, và mình cần phải có dưa món để ăn kèm.
cả nhà mình nha, nhớ làm thử nha. Và bánh tét chiên cũng vậy, bánh tét chiên xong thì cũng phải ăn kèm với dưa món thì mới thêm ngon và thêm đậm đà. Thì cả nhà mình làm thử nha, rồi có gì cho mình ý kiến, mình xem thử cái công thức chia sẻ này có ngon không. Và cả nhà nhớ chia sẻ cho tất cả mọi người nha, để cùng nhau làm ăn trong cái mùa Tết này. Và xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video chia sẻ ngày hôm nay. Và nhớ đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Xin thành thật cảm ơn cả nhà. Và chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp nhau lần tới.